tiên bật mí cho cả nhà thấy á, cái số cuối á, mà số 7 á, là nó đã... Hello, Cam Thi chào cả nhà nha. Cam Thi đang ở Costco thì thấy những cái đồ ở Christmas á, rất là đẹp. Thi giới thiệu cho cả nhà biết nha. Rồi. Nè, Thi thấy cái gối này á, dễ thương quá. Mà có 10 đồng à. Nó có 3 loại. Cả nhà nếu mà ai muốn decorate Christmas á, thì nhớ đến Costco mua này nha. Thi thích này quá, lấy này đẹp nè. Ha, đẹp không? Lấy này được ha. Nay mình review đồ Costco nó được không? Ok, lấy thêm cái nữa. Để cái này thấy người ta mua nhiều nhất là hả, thấy cũng đẹp ha. Nhà thì có nhà trắng rồi. Rồi lấy hai cái này. Có này nữa nè, cả nhà thấy đẹp không? Merry Christmas. Cái này cũng đẹp ha. Rồi đồ Costco thì cũng rẻ, nếu mà cái này chỗ khác chắc cũng mười mấy đồng. Nè, đây trang trí lên cây thông, ornament. Trời, cả nhà thấy cái cây Christmas này cũng cao nha. 7 feet rưỡi. Mà nhiêu? Riêng này nè. Cái cây thông đẹp ha. 399, coi như là 400 đi. 7 feet 5, cái này đẹp không? Không biết có đổi màu không ta. Ồ, có đổi màu nha cả nhà. Mua muốt nhiều màu cũng được mà, một màu cũng được. Còn cái này 600 thì 9 feet. Trời ơi, cao sợ luôn á. Cái này giống như trong nhà thờ nè. Còn cái cây này 12 feet á thì 900. Đây là thấy không? Ba cái. Oh wow. Rồi cả nhà nếu mà ai thích cái cây này chân trong nhà cũng đẹp lắm nè. So this is where I get my corset. Đó, corset. Đây 15 đồng. Thôi xe rồi. Rồi, thấy đồ Christmas quá trời là mình nôn quá. Nôn Christmas mình đi. Đi California. Hôm nay chắc không có decorate Christmas nhiều tại vì mình đi mình đâu có ở nhà đâu cả nhà. Cái cây này đẹp quá ha. Nhiều. 28.99. Trời ơi, đẹp quá. Thì thấy nếu mà ai mà muốn trưng đồ Christmas hay gì á, ở Costco là thấy rẻ nhất. Cái giá rẻ mà nó đẹp không. Rồi qua chỗ này coi. Này à, đi đỏ ngày cửa 47.99. Này cũng vậy. Này để ngoài rửa nè. 45.99. Cái này dài ha. Đó. Đèn nè. Ú. Cái thâm này màu trắng đẹp không cả nhà. Đó. Cái này 74.99. Có hai con nai nữa nè. Ôi, nai đẹp quá. 46.99. Trời ơi, đồ Costco nhìn mê luôn. Này thì 25.99 là cả nhà. Nhưng mà cả nhà biết sao không? Lúc mà thì gần Christmas rồi á, nó còn nhiều quá. Nó giảm xuống nhiều lắm, nó giảm có khi có 10 đồng, 15 đồng hay gì đó.
nếu mình không cần giờ thì mình đừng có mua, mình để nó xe mình mua. Rồi có cái snowflake này đeo treo ngoài trước nhà cũng đẹp ha. Rồi thì thấy cái này lạ quá cả nhà. Xong rồi cái nó mọc bông lên nè, đẹp ha, này lạ quá. Bằng glass luôn, ba cái mình chưng ha, nó có màu vàng rồi nó có màu bạc nữa, đẹp ha. Cái này cũng 20 đồng. Rồi thì thấy cái này nè, đồ mà kem để xức cổ á, chắc là tốt lắm. Thì thấy nó bán 100 đô mà nó sale 30 đồng off. Đó, nó đến ngày 21 tháng 11 là hết hạn sale nha cả nhà. Chắc thì mua cái này cho bà ngoại nè. Ngoại đang cần cái đồ xức cổ á. Rồi thôi thì lấy một cái mua cho ngoại đem qua Cali. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà, coi có gì sale nữa không ha. Rồi cả nhà ai mà cần bộ dao á, cái này nó đang sale 30 đồng off nè cả nhà, nó còn có 100 đô, 130 mà sale 30 đồng off thì còn 100 đô. Cái dao này chắc bén lắm à, có đầy đủ luôn, có kéo rồi có 4 con dao với lại cái một đồ cây mài dao đẹp quá hả cả nhà. Ai cần dao nhớ mua Costco nè, đang sale nha. Cũng ngày 14 tháng 11 là hết hạn rồi, còn mấy ngày nữa hết hạn rồi cả nhà ơi. Rồi ai cần cái đồ cà phê á, 14 cấp mà 15 đồng off, 60 đồng bớt 15 đồng nha cả nhà, còn 45 đồng. Rồi ngày 21 tháng 11 hết hạn nha cả nhà. Cả nhà mình ai mà chưa sắm sửa đồ Christmas á thì đến Costco sắm nha, rất là đẹp, cây thông rồi đủ thứ đồ đẹp trang trí đầy đủ luôn. Mấy cái đồ này móc cửa nè để mình trang trí á, cũng đang sale á cả nhà, 5 đồng off còn 10 đồng này, để mình móc đồ móc đạt á, rồi móc những cái decorate đèn này nọ đó, ai cần cái này thì mua ha. Áo này Tommy Hilfiger, vải nó mềm lắm cả nhà. $29.99. Còn cái này là áo này dài. I tried this jacket on and put my keys in. Wow. Cái dài á cả nhà. Andrew Mark. Cái hiệu này nè. Đó. Nó dài hơn. Cái này 40 đồng. Cái áo Tommy Hilfiger nó có màu trắng nè, cả nhà thấy không? Màu trắng và màu đen đó, hay là 30 đồng. Ôi, cái áo lạnh này đang sale nè cả nhà, rất là nhẹ nha đó. Mà rẻ quá cả nhà, có 19.99 nè, 30 đồng bớt 10 đồng nha cả nhà, rất là good deal. Chỗ khác á, chỗ TJ Maxx là nghe nói 50 đồng á. Ai thích áo này nhớ đến mua nè. Ngày 21 tháng 11 hết hạn nha cả nhà. Này, nó có 4 màu nha cả nhà, màu xám, màu xanh, màu đỏ bạc đô và màu đen. Rồi, rất là rẻ. 19.99. Này quá rẻ. Có nón luôn nè cả nhà. Có nón luôn. Đi thấy Costco đang sale cái áo này nè cả nhà. Cái này 3 đồng off còn 9.99. Dễ thương ha, mặc ấm lắm á.
12 đồng 99. Còn 9 đồng 99. Cũng có nhiều màu nè, có màu xanh nữa cả nhà. Rồi, ai cần mấy sinh tố á, Costco cũng đang sale nè cả nhà, 30 đồng off. Thì cũng có một cái hiệu Ninja này. Cả nhà ơi, ai cần cái gương, ai cần cái gương để make up á, gương này đẹp lắm, có cái kính luôn à. Nó bự lắm, hai mặt phải không? Đó, hai mặt đang sale. Rồi, cái này ai cần thì mua nha cả nhà, đang sale 10 đồng off nè, 30 đồng còn 20 đồng nha. Rồi. Ồ, cái đèn nhỏ nhỏ này chân đẹp hả? Đang sale quá cả nhà. LED wax. Rồi có 12 đồng 97 thôi, nhỏ nhỏ vậy nè, đùm chân á. Rẻ ha. Đùm chân nè. Đang sale. Thôi hai cái mứng này nè. 10 đồng nè cả nhà. Cái đồ uống cà phê á, mà đặc biệt cái đằng sau nó có đồ mở bia luôn. Cả nhà thấy không? Đồ mở bia nè. Đó, cái đít của nó đó. Cũng rẻ ha. Rồi, cái này là cái ly, 8 cái ly. 8 cái ly mà 15 đồng 99 nè cả nhà, đang sale luôn. Yo. Ly này uống rượu nè, champagne hay gì. Cái blanket này đang sale nè cả nhà. Sale 3 đồng off, còn 12 đồng 99 queen. Còn king thì mắc hơn đồng. Nè có cũng có mấy màu ha. Màu xám, màu xanh, màu trắng. Rẻ quá ha. Rồi kẹo chocolate. Cái này đang sale 3 đồng off nha cả nhà. 10 đồng 99, bớt 3 đồng còn 7 đồng 99. Ai thích ăn kẹo này thì mua nè. Còn cái này á là cũng 3 đồng off luôn. Còn có 10 đồng 99 nè cả nhà. Nè. Nhìn ngon quá ha. Rẻ ghê. Hàng này là hàng kẹo chocolate không à. Cái hộp chocolate này, hot chocolate. Mình bỏ cái, mình tưới cái sữa nóng vào á. Cái nó nổ ra. Đi người ta đã bom. Chocolate nữa này cả nhà. Mấy cái này, cái hộp người ta có sẵn á, để mình mua mình tặng cho người quen á. Cái bánh này ngon lắm nè. Bánh này ngon. Giống như bánh xếp của mình vậy đó. Có chocolate. Rồi cái bánh này ngon nè. Bánh này đang sale cả nhà. Bánh này của Pháp á. Bánh này đang sale 3 đồng 10 sen off. Còn 6 đồng 89. Thôi để mua hộp ha. Mua hộp thì bánh này ngon á. Bây giờ mình đến chỗ cái quầy seafood nha cả nhà. Tôm nè cả nhà thấy không? Trời ơi. 4 pound mà 24.99. Lúc trước á thì thấy có 21 đồng 99 nè. Giờ vượt giá nó lên á. Vượt lên giá nên là cái này nó cũng lên. Cái này nó cũng bự lắm á, cái tôm này bự lắm cả nhà. Mình nướng hay là làm gì cũng ngon. Nhà thấy không, lobster bán nguyên một hộp luôn, 146 đồng 99. Lobster tail này là mua nấu súp cũng ngon cả nhà. Costco có bán seaweed salad nè cả nhà, thấy cũng ngon á. Của Nhật, ai mà thích ăn seaweed thì mua Costco ha, cũng rẻ, 10 đồng. Rồi cuối cùng là mình mua boba. Costco bán boba này ngon lắm cả nhà ơi.
Đi thấy mà lấy hộp ha. Hai đứa nhỏ nó thích ăn cái ice cream boba này lắm. Ngon lắm. Thì cũng thích nữa. Rồi mình mua mua cho nó nhưng mà mình ăn ké luôn. Rồi còn đây là cái chỗ mà bán whip rồi bơ rồi đủ thứ á, thì cả nhà cũng có một số bạn hay hỏi là mua ở đâu á, heavy whipping cream mua ở đâu, thì cái chỗ này nè đó, thì chia cho nhà nên thấy nha, là cái này nè, thì hay mua cái hiệu này nè, thì Costco nhiều lúc có hiệu đó rồi nhiều lúc nó có hiệu khác thì mua hiệu nào cũng được. Rồi đến phần gia vị nha, thì thấy đang sale nè cả nhà, chicken base, cái này mình đem nếm đồ ăn á, nấu canh này nè, thấy cũng ngon lắm. Nó có gà với lại bò. Bò đây. Đang sale cả nhà. Mà 5.99 giờ còn bớt 1.50, còn 4.49. Thì không thấy bò, chắc bò hết rồi. Mua ha, lấy một cái. Cái này là cá sardine nè cả nhà, có da luôn nha, này ăn cũng ngon lắm, mình làm với sốt cà chua hay cắt cà chua với hành á, xào lên cũng ngon. Đang sale 3 đồng off nè cả nhà ơi, Costco nó đang sale cái xà bông tắm nè, 3 đồng off, này cũng thơm lắm á. Rồi cái này nữa nè, cái này thì 5 đồng ớt, 3 chai. Olay. Cái này là sức ban đêm ngủ hả cả nhà, 10 đồng ớt còn 30 đồng mà 2 hộp. Thấy cũng good hả? Vậy hộp có 15 đồng à. Bữa thì cũng có mua rồi, bữa thì cũng mua cái hộp này nữa nè. Hai hộp này nè. Mà cái này thì nó không có sale. Rồi, Costco nó cũng sale cái này nữa cả nhà. Cái này là cái đồ rửa mặt á. Đó, nhìn thấy cái hiệu Rock này nè. Nó cũng tốt lắm á, nó chống nhăn á. Nè. America number 1. Nó có chất chống nhăn. Thì coi. Nó bớt 4 đồng. Còn 15.99 nha cả nhà. Cũng còn ít nữa ha. Mua này xài cũng good ha. 2 chai luôn. Deep Wrinkle Serum Cleanser nè, ai có trán nhăn mua này xài. 23 tháng 11 là hết hạn rồi cả nhà. Trời ơi, thi làm ở Costco á thì thấy gì sale cũng đòi mua. Mua đầy nhà đầy cửa luôn, chắc mua về nhiều quá bị anh Huy la chết. Mình đang ở quầy mỹ phẩm nha cả nhà, giống như đồ clean này nọ, thấy cái này nè đó, 34 đồng, 97 sen, là đi bật mí cho cả nhà thấy á, cái lần sau cuối á, cái số cuối á mà số 7 á là nó đã sale xuống ha, lúc trước là nó mắc hơn á mà nó giờ nó sale rồi, mình thấy số 7 là mình biết nó đã hạ giá xuống rồi. Còn cái này nè, hôm bữa thì có mua á. Rồi thì nói cả nhà nghe, cái này cũng rửa rất là tốt, sạch nha. Mà nó sale còn nhiêu? 8 đồng, 97 sen. Mà 3 thứ luôn, thấy không? Vậy một cái tính ra có mấy đồng? Có 3 đồng rồi, thấy không? Rẻ ha. Cả nhà ra mua lẹ lẹ nghe em thôi, nó hết nè. Không biết... Costco của bên các bạn có không, nhưng mà bên Thi thì thấy đang sale á. Cái chai này á là nó remove makeup luôn nha cả nhà. Bữa rửa thấy tốt lắm. Cái xi nó bị mụn á. Mà rửa này thấy nó cũng đỡ mụn lắm. Bữa thì mua một cái rồi, giờ mua thêm một cái nữa. Có gì cho. Thấy cũng rẻ quá mà. Rồi thôi, cái video cũng dài rồi cả nhà ơi. Thì tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và
bình an hạnh phúc. Nhớ ghé Costco mua những cái đồ mà cần thiết cho mình nha. Ok, bye bye. See you next time.